Rồi, hello mọi người ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra tốc độ đường truyền internet của nhà mình ha. Coi tốc độ download cũng như upload bao nhiêu megabit trên giây ha. Ví dụ như mình đăng ký cái đường truyền với nhà cung cấp là 20 megabit trên giây ha mọi người. Thì mình test thử xem nó có đúng không ha. Coi nhà cung cấp họ có ăn gian mình hay không. Đây là một trong những cái kiến thức cơ bản đó ha mọi người. Không có cao siêu gì đâu. Rồi, trong trường hợp này mình có hai đường truyền ha, một đường truyền là FPT và Viettel. Rồi ở đây mình đang sử dụng FPT ha, mình sẽ test FPT trước. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đi cài cái phần mềm ha, gọi là Bitstack ha mọi người. Đây, có này nha. Đúng không? Rồi, cái này mình đã cài rồi ha. Nếu mọi người chưa cài thì bấm vô cài đặt. Rồi, giờ mình sẽ mở lên nha. Mọi người thấy nó đang đây. Bây giờ nó sẽ kết nối đến FPT Telecom ha. Rồi, mình đơn giản lắm, mình chỉ bấm nút Go thôi ha. Rồi, chờ nó sẽ kiểm tra. Đây là tốc độ download ha mọi người. Sau khi xong rồi nó sẽ kiểm tra đến cái tốc độ upload. Cái tốc độ download có nghĩa là mình lấy dữ liệu về ha, ví dụ mình truy cập trang web hay gì đó hay là YouTube hay gì đó là mình download. Còn upload nghĩa là mình gửi dữ liệu ra, ví dụ mình gửi cho ai một cái file hình ha. Hoặc là một cái file video gì đó thì gọi là upload ha. Đây, theo như chương trình Speedtest này nó báo là tốc độ download là được 33,8 Mbps trên giây ha. Còn upload là 23,3. Thì cái này chúng ta có thể làm vài lần ha cho nó chính xác ha. Nhưng mà cái muốn chính xác tuyệt đối á, thì chúng ta nên đứng gần cái bộ phát wifi ha. Tối đa là 1 mét. Thì chúng ta sẽ test nó chính xác hơn. Ở đây giờ mình cảm thấy không ổn nên mình test lại lần nữa ha. Đây. Do mình cũng ở cách xa wifi ha, cũng xuyên tường nữa. Cũng khoảng 4 mét à, mà còn xuyên một là hai lớp tường nữa. Mình đang ở trong phòng. Mọi người thấy con số nhiều khi mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi ha. Mình muốn test chính xác thì mình đứng gần cái wifi á. Đó, bây giờ là tốc độ download mình nó tăng lên rồi ha. Mình nãy là 33, bây giờ lên 45 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái đường truyền Viettel ha mọi người. Thử test cho mọi người xem ha. Nãy là mình sử dụng đường truyền của FPT. Rồi bây giờ mình quẹt cái nối Viettel cái đã. Rồi, cái nối Viettel ha. Rồi, đã kết nối ha. Mình chạy lại cái phần mềm mà Speedtest. Đây, ở dưới nó đang tìm server ha, cũng như tìm provider đó, nhà cung cấp dịch vụ nó biết nó là Viettel rồi đó. Rồi, nó tự động nó nhận dạng Viettel ha. Rồi mình sẽ test. Thử coi Viettel có khá hơn không ha. Giữ mới đầu trả 4 mấy 50, từ từ kéo xuống. Mình xin nhắc lại ha, mọi người muốn cái độ chính xác nó cao thì mọi người đứng gần cái wifi nha. Ở đây giờ này tối rồi mình không có đứng gần cái wifi được. Cảm giác của Viettel nó chính xác ha. Đường truyền của mình ở nhà là khoảng 50 Mbps Viettel.
Rồi. Đây là cái phần mềm mà Speedtest ha mọi người, rất là nổi tiếng nha. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái phần mềm số 2 ha. Ở đây là phần mềm Fast. Phần mềm này là của cái trang web mà chuyên cung cấp phim trực tuyến ha mọi người. Netflix ha. Đây. Mình đã cài rồi luôn ha. Giờ mình sẽ mở lên luôn. Đó, khi mình mở lên tự động nó start cho chúng ta luôn. Phần mềm này thì đơn giản hơn nữa. Này hiện tại mình đứng hơi xa của wifi ha. Cách 4-5 mét rồi còn hai bức tường nữa. Rồi, nó báo là do internet của mình tốc độ là 21 m ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua đường truyền FPT test thử với cái fast ha. Rồi, kết nối với FPT cái. Rồi, kết nối ha. Rồi. Trả lời fast. Rồi, fast nó báo mình là 24 megabit trên giây ha mọi người. Rồi, hôm nay mình giới thiệu với mọi người hai cái phần mềm ha. Bitstack với lại Fast là hai phần mềm để kiểm tra tốc độ mạng của chúng ta ha. Hy vọng những cái kiến thức nhỏ nhỏ này cũng góp phần củng cố thêm kiến thức cho mọi người ha. Rồi, mọi người biết thêm cách để kiểm tra tốc độ mạng ha. Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video clip tiếp theo.